Châu chào các anh chị kính mến, chào các bạn hữu thân thương. Để trở lại với kênh, hôm nay Minh Châu mời cả nhà cùng ngắm một loài hoa mang tên là hoa anh thảo. Hoa anh thảo tượng trưng cho tình yêu thầm lặng. Minh Châu mời cả nhà cùng ngắm hoa và nghe ý nghĩa cũng như là một số công dụng của loài hoa này nhé. Hoa anh thảo được biết đến là loài hoa hướng nguyệt. Những cánh hoa mỏng manh e ấp như đang thèn thuồng trước người yêu. Hoa mang đến một vẻ đẹp mới lạ với ý nghĩa của một tình yêu thầm lặng, nhưng lúc nào cũng nồng nàn, đầy cảm xúc yêu thương mãnh liệt. Hoa anh thảo được trồng nhiều ở các vùng có khí hậu lạnh. Như ở Việt Nam, hoa này cũng trồng được đó cả nhà. Người ta trồng ở Đà Lạt và một số vùng mà có khí hậu lạnh. Bởi vì hoa này nó chịu đựng được cái sự lạnh. Và hoa dễ trồng, khi mà hoa nở đó thì nó cũng lâu tàn lắm cả nhà. Và cái thời khắc mà để hoa nở là bắt đầu vào mùa đông, chuyển qua đến mùa xuân. Và nó có một cái vẻ đẹp rạng rỡ với nhiều sắc nắng hấp dẫn, làm thổn thức biết bao trái tim con người. Cây hoa anh thảo còn được gọi là cái tên khác là hoa ngọc trâm. Hoa anh thảo không chỉ đẹp mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Được Israel làm quốc hoa, chọn làm quốc hoa biểu tượng cho xứ sở này. Hoa anh thảo rất mềm mỏng nhưng nó lâu tàn mỗi khi hoa nở. Mỗi khi hoa nở thì cái vẻ đẹp bên ngoài và cái màu sắc đều giữ nguyên không thay đổi. Cánh hoa trơn láng, hoa mọc những cuống dài màu hồng nhạt. Khi hoa nở hết, những cánh hoa như nó muốn bẻ gập sát xuống cuống hoa. Mỗi loài hoa đều mang trong mình một câu chuyện, một thông điệp, gửi gắm những ý niệm đẹp. Hoa anh thảo không chỉ mang hương thơm quyến rũ, vẻ đẹp nồng ấm, mà nó còn mang một cái ý nghĩa sắc sảo. Hoa anh thảo dành tặng cho những tình yêu đơn phương, thầm thương, trộm nhớ, luôn đứng phía sau, dõi theo người mình yêu mà không nghĩ đến chữ, nghĩ đến chữ được đáp lại. Hoa anh thảo muốn gửi gắm đến một tình yêu chân thành, lặng lẽ, kín đáo. Mặc dù rất muốn được người khác yêu, nhưng không dám bày tỏ, không dám đối diện với người mình yêu. Loài hoa đồng cảm với những con tim mỏng manh, yếu đuối, nhút nhát. Nhưng ở một khía cạnh khác, hoa anh thảo là ngọn lửa động viên, truyền cảm hứng đến những bạn trẻ. Nếu yêu thì hãy cứ mạnh dạn bày tỏ, hãy cứ yêu đi và tự tin lên nhé. Ngoài ra, hoa anh thảo được nhiều người yêu quý, dùng làm cây cảnh ở trong nhà, với cái ý nguyện sẽ mang đến nhiều niềm vui, vạn sự may mắn, gia đình sung túc và hạnh phúc. Với vẻ đẹp vốn có, hoa anh thảo được mệnh danh là loài hoa vương giả, quý phái, không kém yếu tố sang trọng, tỏa sáng với nhiều màu sắc rực rỡ. Hoa có màu đỏ nè, màu vàng, màu tím, màu trắng, màu hồng phấn và màu cánh sen. Nói về công dụng của hoa anh thảo, ngoài việc dùng để trang trí làm đẹp, cây hoa anh thảo còn dùng để ngâm rượu thuốc, chữa đau nhức xương khớp. Lá cây của hoa anh thảo có thể rửa đi ăn sống hoặc là pha trà để uống.
Hoa anh thảo còn được lấy để nấu cháo, bồi dưỡng sức khỏe cho người đau yếu, suy nhược cơ thể. Đặc biệt, cây hoa anh thảo ở phía bên dưới nó có củ. Củ này có thể xay nhuyễn thành bột để làm bánh hay làm thực phẩm cho gia súc. Ngoài ra, trong đông y, cây anh thảo được bào chế làm thuốc mỡ, dùng bôi vào da sau khi hết bệnh đầu mùa, tránh để sẹo lại sẹo. Trên đây là ý nghĩa và một số công dụng về loài hoa anh thảo. Minh Châu cảm ơn cả nhà đã lắng nghe câu chuyện. Nếu thấy video hay thì hãy bấm like, share và subscribe cho Minh Châu, xin một like để Minh Châu có động lực làm tiếp video hay cho cả nhà xem nhé. Trước khi dứt lời, Minh Châu chúc cho cả nhà chúng ta có nhiều sức khỏe, an bình, hạnh phúc, nhiều may mắn trong cuộc sống. Minh Châu xin tạm dừng video nơi đây, hẹn gặp lại video kế tiếp. Bye bye cả nhà.